Vâng, rất khó. Nhưng nếu chúng ta thực tập, nó trở thành dễ. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp bể, quyết chí ắt làm nên. Nguyễn Thái Học có nói hai câu rất là hay. Ví như đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Chúng ta tu tập là chúng ta đi ngược lại dòng đời. Chúng ta đối chọi lại với tham dục của mình, với cái tôi của mình, với tất cả những sân si của mình. Chúng ta xóa hết, chẳng là cái gì hết. Mình chỉ là một viên đá nhỏ thôi, rớt vào lòng biển khơi thì có xá gì. Không gây ra được một cái hiệu ứng gì hết, không cản nổi một làn sóng mà tự nhiên đụng tới mình cái là giống như đụng tới trời vậy, phải không? Đấy, đi tới chùa mà nghe cái xóm kia bảo rằng là bà này hiền lành, bà kia là dữ dằn, là nghe có tới tên mình không? Nếu mà đụng tới tên mình là mình phải lắng nghe cho kỹ. Nếu mà nói tốt, à cái con bé đấy nó ngoan. Nếu mà nói tới mình mà nha, là có vẻ không tốt, là trong bụng mình là cái con nhỏ này nó không được rồi, con bé này không được rồi. Cho nên tu tập khó nhưng mà thật ra rất là dễ. Vì sao? Vì tại gia đình mình là một cái môi trường tốt nhất để cho chúng ta tu Phật. Vì nó có dẫy đầy những khổ đau, cho nên chúng ta đối diện với những khổ đau, chúng ta mới biết được mình tu tập tới đâu và mình khống chế được nó. Cũng giống như bệnh, khi mà chúng ta tìm ra được bệnh thì mình không lo, vì đã có thuốc rồi. Cho nên tại gia đình là một môi trường tốt nhất để cho chúng ta tu tập. Khó nhất là tu tại gia là như thế. Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vô trong chùa tu dễ lắm. Các bà vào thấy không? Dâng lễ vật kiểu nào Phật cũng lặng thinh, nhiều ít thành tâm hay là lo ra, Đức Phật cũng chẳng có ý kiến. Vào chùa la sờm hay là chúng ta tĩnh lặng chánh niệm chắp tay với câu Di Đà thì Đức Phật cũng không có ý kiến gì hết. Cho nên tu chùa là dễ nhất, vì đây là một bối cảnh tốt, một môi trường tốt để chúng ta tu. Nơi đây sân si không nhiều, tật đố không nhiều, bản ngã không nhiều. Nhưng tại gia đình mình, sân si tật đố tham lam ích kỷ cái tôi nó dẫy đầy. Cho nên đấy là môi trường tốt nhất để cho chúng ta thể nghiệm đời sống tu Phật của mình. Hễ từng ngày chúng ta sống an lạc, chúng ta sẽ gieo được một cái nhân an lạc. Như vậy, từng ngày được kết nối bằng từng giờ được kết nối bằng từng phút, từng giây. Chính vì lẽ đó chúng ta tu tập liên tục từng giây phút một, chứ không có hẹn, không có đợi, không có chờ. Thấy không? Trời mưa thôi không đi, đợi trời nắng rồi mới đi chùa. Phải không các bác? Có đợi không? Có. Đấy, thầy nghe nói không có mưa thì cả xã ra đây, cả nghìn người, nhưng trời mưa 100 người. Nắng mưa là việc của trời, đau khổ là việc của người học tu. A Di Đà Phật. À, chắc xin phép bác cho dành thêm 10 phút, 15 phút nữa để giải đáp những thắc mắc cho quý Phật tử. Tại vì ngày nay còn trông thấy nhau, mai có thể biệt ly. Thầy vào Nam rồi, không biết nhân duyên nào mới ra trở lại. Cho nên hãy tận dụng những thời gian quý báu này, thầy sẽ giải đáp một ít thắc mắc cho tất cả quý Phật tử ở đây trên cái con đường tu học. Vâng, mời con. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy cho con hỏi là khi mà người chết vì sao thì mình nên tức là tụng niệm đấy, trợ niệm. Dạ vâng ạ. Và khi mà người chết đi thì như con thấy theo quan niệm của ở ngoài Bắc này này thì khi mà đang hấp hối thì gia đình gia công là thay quần áo, hoặc là chẳng hạn như các cụ già mà bị lưng còng hay là bị chân bị tật đấy thì lúc đấy gia công là nắn cho cái chân thẳng ra. Thì thưa thầy, như thế là có lên hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn con đã có một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi thứ nhất tức là nói về phương pháp trợ niệm, và câu hỏi thứ hai tức là những cái tục lệ khi liệm người mất. Thầy xin phép trả lời cái câu thứ nhất. Chắc thầy phải đứng lên, đứng lên nói cho nó khí thế chứ.
đứng lên thì cho bình bông này nó vào giữa đi để nó che bớt. Thưa quý Phật tử, thứ nhất là trợ niệm. Chúng ta phải hiểu như thế này. Trợ niệm tức là hỗ trợ bằng những tâm niệm thanh tịnh của mình qua cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, để giúp cho cái người sắp chết đó, cái người sắp lâm chung, họ cũng có được chánh niệm như chúng ta. Cái đó gọi là trợ niệm. Xin nhắc lại, trợ tức là hỗ trợ, tức là giúp đỡ. Niệm tức là những cái tâm niệm chân chánh của mình qua câu niệm Phật. Đây là một cái nghi thức trong Phật giáo dành cho những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Nếu như có một người nào đó sắp lâm chung, chúng ta biết thì trong gia đình của mình trước nhất phải ngồi ở bên cạnh người đấy để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta có thể làm một cái bàn thờ Phật và có cái bức ảnh của Đức Phật A Di Đà, làm sao để cho cái người sắp mất đó nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, để họ có thể nhiếp tâm bằng cái nhìn. Tại vì cái nhìn nó tác động nhanh nhất, và cái nghe, hai cái đó nó sẽ phối hợp với nhau. Nhìn bức ảnh của Đức Phật A Di Đà ở trước mặt và nghe người thân niệm Nam Mô A Di Đà Phật bên tai sẽ giúp cho họ trở lại với chánh niệm. Tại vì sao? Tôi với lại quý Phật tử, vì người gần chết, tâm thức họ tán loạn, họ có nhiều những cái nỗi lo toan và đau đớn về thể xác. Họ lo là những cái công việc của họ chưa giải quyết xong. Cho dù họ già 80-90 tuổi, họ vẫn lo là không biết con cháu mai này nó có bình yên, có hạnh phúc không. Đây là cái tâm lý chung của người già Việt Nam. Mình có thể sống chung 3 thế hệ trong một gia đình, cho nên hễ một đứa cháu của mình mà nó bị bệnh hay là nó bất hạnh trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải lo. Chính từ những cái lo này cho nên tâm bất an. Cái thứ hai là tham tiếc trong cái tâm niệm, tức là đối với những người có của, họ tham lắm. Như con lần thầy đi đến nhà cái bác đó, bác già gần chết rồi, mà bác kêu con cháu bác đem những cái bát, những cái tô chén đĩa mà đồ xưa đó, đem tới cho bác rờ từng cái, để bà nghĩ là của còn. Thầy nghĩ chết là bà đầu thai vô mấy cái chén, mấy cái dĩa đó. Tôi bắt đầu có niệm Phật được, bà niệm chén, niệm bát, niệm tô. Tội lắm. Tức là có của đó, đem vàng tới cho bà rờ, bà cầm lên để bà cảm thấy bà yên lòng. Thì cái tâm của người sắp chết là như vậy. Thứ nhất là họ rối loạn vì những lo toan, vì những tham tiếc, buồn phiền, là con cái bất hòa. Bây giờ mình chết rồi không biết phải làm sao, mình sống sờ sờ đấy mà chúng nó còn bất hòa. Bây giờ mình mất đi rồi thì anh em chúng nó có lẽ mỗi đứa một phương. Tâm bất ổn. Chưa kể tới nhiều người lo toan là con cháu của mình mỗi người theo một đạo nữa. Giống như cái bác đấy đến chùa thầy, bác nói là con chết con không biết con đi đi về đâu, vì có một đứa con gái nó có chồng đạo Thiên Chúa, nó theo đạo Thiên Chúa. Rồi có một đứa con trai nó không theo đạo nào hết, rồi có thêm một đứa con nữa, bây giờ nó theo cái đạo gì kỳ cục lắm. Rồi có chỉ có một đứa con gái út theo đạo Phật, bây giờ con không biết làm sao nữa. Chưa chìm, bốn anh em nó xúm lại bàn tính đủ thứ hết. Lo, cái tâm niệm lo đó sẽ không giúp cho cái người hiện tại đó bình yên được. Và cái thứ hai mà làm cho họ thiếu chánh niệm đó là đau đớn trước khi chết. Theo Tử Thư, tức là một bộ sách rất là nổi tiếng của Phật giáo đó, diễn tả là tâm trạng, trạng thái của con người trước khi chết đó, trước hết là chúng ta sẽ mỏi mệt, thân xác mình nó sắp rã ra, nó đau nhức vô cùng, bắt đầu tai sẽ không còn nghe nữa, nó lùng bùng, nó ù, mà mình nghe không được là mình dễ sân si, bắt đầu mắt mờ không còn thấy nữa. Rồi cuối cùng là cũng sẽ không nói, không thấy, không nghe và không cảm nhận được. Và nó làm cho thân của mình nó đau. Mình bị đứt tay chút mình đau, phải không? Mình bị một cái mục ghẻ hoặc là mình bị một cái gì đó chúng ta còn đau, hoặc là va chạm. Bây giờ cái thân tứ đại sắp sửa rã ra, nó đau đớn, nó nhức lắm. Trong kinh, trong sách Tử Thư diễn tả rất là rõ. Cho nên họ đau đớn, vô cùng là đau đớn. Mình bị trúng gió thôi, người ta chạm tới mình cũng đau, phải không? Thì huống chi sắp chết nó còn đau mấy lần. Cho nên trợ niệm có nghĩa là mình ở bên cạnh họ, dùng cái câu niệm Phật để giúp cho tâm của họ nhiếp vào câu niệm Phật mà quên đi nỗi đau đớn của
thể xác và quên đi những lo toan của tâm hồn. Nhìn thấy Phật, nghe danh hiệu Phật, bên cạnh mình ai cũng tu, dần dần họ sẽ quên đi những chi phối trên thân xác và tâm hồn, và từ chỗ đó họ đạt được chánh niệm. Thì trên tinh thần của Tịnh Độ Tông, với kinh A Di Đà, 48 lời nguyện của Đức Phật, trong kinh Bi Hoa cũng ghi rất là rõ: nếu chúng sanh nào trước lúc lâm chung niệm danh hiệu của ta từ một niệm cho tới 10 niệm, ta cùng thánh chúng sẽ rước người đó về cảnh giới an lành Tây Phương Cực Lạc. Đó là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta có thể hiểu được một cái điều rõ ràng: tâm họ thanh tịnh, tâm họ rỗng rang, không còn lo bận, chắc chắn họ sẽ được sanh vào cảnh giới an lành. Và cái đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Tức là vẫn còn có cái nghiệp do đời quá khứ hiện tại bà vẫn còn tạo nghiệp, sát sanh hại vật, mắng nhiếc, chửi bới, hay là làm những cái điều xấu, vẫn còn có nghiệp mà. Nhưng mà do giờ phút cuối trước khi lâm chung đạt được chính niệm, khi niệm Phật thì vẫn được vãng sinh. Cái đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Phương pháp đấy gọi là trợ niệm. Cho nên hiệu lực của trợ niệm hoàn toàn tùy thuộc vào những người ngồi bên cạnh đó niệm Phật, mà người thân là đầu tiên. Chứ đừng có tới đó mà ngồi mà khóc lóc, chưa kể tới còn đem sổ đất, sổ đỏ này kia ra, rồi đem di chúc ra bắt ký nữa. Phải không? Cái đó là đẩy bố mẹ mình vào cảnh giới khổ đau. Cho nên gia đình phải là cái người quan trọng nhất quyết định cho người đó vãng sinh nha, chứ không phải cái người đó đâu. Tất cả những người thân, cái hiệu nghiệm của người thân rất quan trọng. Chứ còn đạo tràng tới hộ niệm không có mạnh bằng người thân. Tại vì gia đình mình là hơn hết. Những người sắp chết họ luôn níu kéo người thân, bám víu vào người thân. Cho nên là nghe người thân niệm Phật, họ sẽ dễ dàng niệm Phật theo. Chính vì thế, nếu như mình có người thân sắp mất đó, chúng ta phải thu xếp chuyện nhà hết, dẹp hết, không có phải lo cái chuyện gì hết. Ngồi cái bên niệm Phật thôi. Khi nào người thân mình mất rồi, vẫn tiếp tục ngồi đó niệm Phật, tiếp tục thêm 8 tiếng đồng hồ nữa. Khỏi phải lo chuyện gì hết. Chuyện có khác nhờ chồng sớm đi làm giấy báo tử, hay là đi mua hòm, mua rương, hay là làm chuyện tẩn liệm, tất cả nhờ chồng sớm làm hết. Gia đình ngồi túc trực ở đó, chỉ cần mặc áo tràng sạch sẽ, ngồi kế bên niệm Phật, niệm tiếp tục 8 tiếng đồng hồ, không được chạm vào cái xác của người vừa chết. Thời gian tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ. Vì sao? Vì theo tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm ở chương Ngũ Ấm, thì sau khi chúng ta chết, chúng ta chưa có đi đầu thai thọ một cái thân khác. Tại thân này là thân tiền ấm, thọ một cái thân khác là hậu ấm. Thì cái giai đoạn giữa tiền ấm với hậu ấm thì chúng ta sẽ sống trong cái trung ấm thân, cái thân trung ấm. Mà 8 tiếng đồng hồ thì tất cả thần thức trong thân của chúng ta